做眼睛。Giờ đang động cứng này, tôi thấy lực, không thấy lực, ghê gớm, còn chống lại được liền. Nhưng bây giờ tôi thấy ngoan. Đi cái túi khiến. Không ai có hình này. Tại vì túi khiến nó là. Cái dưỡng mà cho tiền được. Cái cung, đây là cung vũ khí. Cái cung vũ khí chứ không thể chế biến nó được. Trôi đi. Nó tính của mình nó trôi đi. Đó là nó ra chính thức nó ra. Nó gọi là chiêu, gọi là Tàn Nguyệt, Ứng Long Tàn Nguyệt. Đánh. Nó gọi là chiêu, ở trong đây có 9 số. Nó mở số. Đó, cái cạch đánh. Giờ kiếm hoa thụ cho là đánh nhau thì hay quá vậy đó, nó đánh chết rồi còn gì chụp ba rồi nè, đó vô rồi còn gì nữa. Nhưng mình biết cái số của mình là thủ kiếm hoa, cái phụ nói cái số mình là giữ nè, thấy không? Trở lại cái cách kiếm hoa, cái phụ nói gì vậy? Chú mở cái này vào cái gì? Nó cái số đó thôi. Chỗ tinh thần chiêu cử động cái gì thì sư phụ nói đây là cái số hai là cái số phương tâm. Chính vì cái lý do đó sư phụ nói tự gãy đó, sư phụ nói nó đánh theo một chỗ tự gãy, thấy không? Hay nó gãy ghê không, biến loạn. Sư phụ nói đó, biết rồi. Hết rồi nè, chưa ngồi chưa đứng ngồi đứng này. Cái số của nó, cái số chụp tay lắc quá hoài đưa tới vậy đó. Cái chỗ này nó sát cảnh, nó ngồi cái hay của nó đó, sư phụ nó cái hay của nó chấm dứt ngay chỗ sát cảnh này. Chiêu số này rất độc, nó sát cảnh chỗ này, cho nên là nó ấm nặng nó tiếu phát trưởng thì sư phụ coi mình tự mình thích thấy này coi đó lái rồi sư phụ nó chính chỗ đó là khoa học. Sư phụ đâu ngờ rằng phát đi tức là trong cái tích tắc nó vậy đó, đưa vào còn cái lực nó đi vào trong ở đây mà nó nhả từ lên tất cả này bộ nó nhả từ cái tắc nhìn nè. Chốt, kỳ quá. Phải không? Chốt không nhích nhơi hết. Kỳ quá. Đấy vậy đó. Nó còn đỡ hai cái rõ ràng. Nhưng mà số bụng nó. Thấy không? Thấy nha.
Kỳ cục không? Của phế kinh. Như chỗ không người vậy đó. Dừng người ta cho nó vô rồi, muốn dừng tập từ từ cho nó vô rồi.